Phục sinh lòng thương xót. Nhóm thiện nguyện tín thác lòng Chúa thương xót. Công tác bác ái Chủ nhật Phục sinh 17 tháng 4 2022 tại tỉnh Bình Thuận thuộc giáo phận Phan Thiết. Thiên Chúa muốn chúng ta lãnh nhận lòng thương xót cho mình và qua mình chúng ta truyền sang cho tha nhân. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Phục sinh lòng thương xót. Vì nhìn vào thế giới ngày hôm nay, chiến tranh, hận thù, máu đổ, đầu rơi, bao nhiêu tội ác, bao nhiêu sự dữ, con người đối xử với nhau không có lòng thương xót, sẵn sàng chà đạp lên nhau để tiến thân, sẵn sàng tiêu diệt biết bao nhiêu người, chỉ vì mộng bá chủ thế giới, chỉ vì muốn nắm quyền điều khiển nhân loại, hay muốn những nước khác phải phục tùng quyền lãnh đạo của mình, muốn điều khiển đất nước khác, cho nên sẵn sàng xâm lấn, xâm lăng, gây chiến, bất kể dùng những phương tiện hủy diệt hàng loạt con người, nhà đổ, tài sản mất hết, bao nhiêu công lao gây dựng cả một đời bỗng chốc tan biến trong làn tên mũi đạn. Giữa một thế giới mà lòng thương xót trở thành xa xỉ phẩm, những tông đồ lòng thương xót cần phải phục sinh lòng thương xót, cần phải làm cho lòng thương xót phục sinh, cần phải làm cho con người biết xót thương nhau như lời Chúa dạy. Hãy đọc dụ ngôn người Samari tốt lành, người phú hộ và kẻ khó Lazaro, người mắc nợ không biết thương xót, để chúng ta, những tông đồ lòng Chúa thương xót, xác tín về nghĩa vụ thi hành lòng thương xót. Khi cuộc trung thẩm diễn ra, Chúa sẽ chú trọng đến những hành động thương xót thực tế và giúp đỡ tha nhân của chúng ta. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Chúa Giêsu có những chỉ dẫn cụ thể và cặn kẽ khi mặc khải cho chị Faustina về vấn đề này. Ta xin con hãy làm những việc thương xót, và chúng phải phát xuất từ tấm lòng yêu mến ta. Con có bổn phận thi hành lòng thương xót đối với những người lân cận của mình. Ngay cả đức tin mạnh nhất cũng vô dụng nếu không có việc làm kèm theo. Những ai không thực hành việc gì cả thì kẻ ấy chẳng được ta thương xót vào ngày phán xét. Vâng, theo lệnh truyền của Chúa Giêsu qua thánh nữ Faustina, nhóm thiện nguyện tín thác ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những hành động bác ái cụ thể, được gọi là thực hành lòng thương xót. Sáng thứ Sáu tuần Thánh 15 tháng 4 2022, nhóm thiện nguyện tín thác họp nhau chia 640 phần quà, chuẩn bị cho chuyến công tác bác ái 2 ngày, thứ Bảy 16 tháng 4 và Chủ nhật Phục sinh 17 tháng 4 2022. Với 250 mấy nghe bài giảng lòng Chúa thương xót, 500 ảnh lòng Chúa thương xót, 280 sách kinh nguyện, cùng với chuỗi lòng thương xót. Bên cạnh đó, bên cạnh những món quà tinh thần ấy là 640 phần quà, gồm có gạo, nhu yếu phẩm,
cá khô, bánh kẹo, chăn mền và những trái bong bóng. Xe khởi hành lúc 2:30 sáng thứ Bảy tuần Thánh 16 tháng 4 2022. Đưa nhóm thiện nguyện Tín Thác lên đường cùng những món quà từ tấm lòng yêu thương của anh chị em khắp nơi dành dụm trong suốt mùa chay, để bây giờ đem niềm vui phục sinh trong lòng thương xót đến với bà con đồng bào ở giáo họ Phan Sơn, huyện Tuy Bình, tỉnh Bình Thuận, hội khuyết tật xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, hai thôn đồng bào Răng Lây, xã Phan Dũng, ba làng dân tộc Chăm, xã Phong Phú và nhà thờ Long Hương, tỉnh Bình Thuận. Chuyến công tác đi về giáo phận Phan Thiết. Đêm sâu như không màu, thành phố đang ngủ yên, nhà nhà đóng cửa im lìm, đường xá vắng lặng. Tất cả đang chìm trong giấc ngủ sâu của một ngày dài mệt nhọc. Nhưng đâu đó, trong đêm khuya, tiếng thở dài của những người cha, người mẹ đang lo lắng vì những khó khăn của gia đình. Cơm áo gạo tiền, tiền nhà, tiền học, tiền ăn, đủ thứ lo. Những trăn trở trong đêm thâu của những người già, người bệnh mòn mỏi mong chờ, hy vọng được khỏe mạnh, được bình phục. Thiện nguyện Tín Thác mang những tâm tình ấy dâng lên lòng thương xót Chúa qua chuỗi kinh Lòng Thương Xót và chuỗi kinh Mân Côi. Nhờ mẹ truyền cầu lên Chúa ban ơn lành xuống cho mọi người. Xin Chúa ban hòa bình cho thế giới, nhất là đất nước Ukraine đang chìm trong biển lửa, súng đạn, chết chóc vì chiến tranh. Dâng lên Chúa ước mơ ốc đảo Lòng Thương Xót được mau thành hình, để người nghèo khổ, bệnh tật, yêu đau, tội lỗi có nơi đi về tìm nương ẩn trong lòng Chúa thương xót. Ra khỏi thành phố trời dần sáng, những rặng núi hiện ra mờ ảo trong sương, in trên nền trời như những bức tranh kỳ diệu được vẽ từ bàn tay tài hoa của Thiên Chúa. Mỗi nơi có những nét đẹp riêng, nhưng tất cả là sự hòa hợp tuyệt vời tạo nên ấn tượng cho người được nhìn ngắm. Xe vẫn là vun vút suốt 7 giờ đồng hồ. Xa xa thấp thoáng, bóng cây thánh giá gỗ đơn sơ hiện ra trên nóc tôn ngôi nhà nguyện của giáo họ Phan Sơn. Cổng chào mừng Chúa phục sinh dẫn vào ngôi nhà tôn vách lá được quây bằng những cái bạt che mưa che nắng. Những hàng ghế cũ kỹ nằm im lìm bên những cây cột chống đỡ mái nhà. Trên cùng thánh, Đức Mẹ và Thánh Giuse chắp tay nhìn bàn thờ trống không. Chỉ có Thánh Giá Chúa chịu đóng đinh. Tam Nhật Thánh. Giáo họ Phan Sơn được thành lập vừa tròn một năm. Cha Cơ Prôn là người dân tộc Ê Đê phụ trách giáo họ, cũng mới được chuyển chức linh mục ngày 20 tháng 1 năm 2022. Có 132 người đã được rửa tội, gồm người dân tộc Răng Lây, người Chăm, người Nùng và người Kinh. Họ sống bằng nghề trồng ngô, khoai, bắp, một năm hai vụ. Được hay không còn tùy vào trời đất. Mỗi mùa vay tiền mua giống gieo trồng, nếu không bị sâu bệnh, sau khi trả nợ còn dư chút đỉnh,
nếu không thì lại nợ nần chồng chất năm này qua tháng nọ. Hai chị em cô bé người dân tộc ngồi lặng lẽ trong nhà nguyện, như muốn gửi lên Chúa ước mơ trẻ thơ. Ngôi nhà Chúa đang ngự chắc cũng lụp sụp chẳng hơn gì mấy ngôi nhà tranh vách đất của em. Khi nhóm thiện nguyện tín thác chuyển 150 phần quà xuống, bà con cũng lần lượt kéo đến. Những chiếc máy nghe bài giảng mới toanh, những bài giảng lòng thương xót Chúa, máy được phát hành nhân Đại lễ Phục sinh và Đại lễ lòng Chúa thương xót năm 2022. Sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa, chuỗi lòng thương xót, tất cả được xếp trang trọng trên bàn chờ linh mục làm phép. Sau đó những món quà này sẽ được trao đến tận tay từng người trong mỗi gia đình. Trời chợt đổ cơn mưa nhẹ, những em bé lúp xúp chạy theo mẹ lãnh quà, thòm thèm đứng nhìn những trái bóng đủ hình, đủ màu sắc đang được bơm căng. Ngồi núp mưa trong ngôi nhà nguyện, những cô cậu bé tay ôm kẹo, tay cầm bóng thích thú đùa vui. Những nét mặt trẻ thơ sáng lên nụ cười hồn nhiên, trong ánh mắt trong veo. Chỉ là viên kẹo, cái bánh hay trái bóng cũng làm những nụ cười nở tươi. Không đòi hỏi, các em không đòi hỏi phải có những món đồ đắt tiền chạy bằng pin hay đồ chơi điện tử, hoặc những món bánh kẹo hàng ngoại đắt tiền như trẻ em thành phố. Nhóm thiện nguyện tín thác đến thăm bà con khó khăn, ghé vào căn nhà của một người đàn bà sống nhờ miếng đất sau nhà. Bà chở rau ra chợ bán bị té xe, phải nằm ở nhà nhờ hàng xóm giúp đỡ. Có cô con gái ở xa không về thăm mẹ được. Bà vui vẻ kể: đã có lần tôi được đến giáo điểm tin mừng gặp ông cha Long. Ông cho tôi cái máy nghe bài giảng lòng thương xót Chúa, nghe mãi đến bây giờ nó hỏng mất rồi. Ôm cái máy mới vào lòng, bà trước mắt nói tiếp: may quá, Phục sinh năm nay nhận được món quà quý hóa quá. Ông cha lại gửi cho tôi cái máy mới mừng quá. Cho tôi gửi lời thăm và cảm ơn ông cha lòng nha. Ước gì tôi có dịp được gặp ông cha này lần nữa, chắc là vui lắm. Không biết giờ này ông ấy ra sao rồi. Không thấy người nhưng mà nghe tiếng, chắc ông ấy còn khỏe, còn làm việc tốt lắm phải không các cô chú? Đi thêm một đoạn đường, chúng tôi đến nhà bà Ca Tơ, người dân tộc Chăm. Bà sống cùng với hai cô con gái, nhưng rất tiếc, cả ba người không có ai rành tiếng Việt, cho nên chúng tôi giao tiếp nhau bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng những cử chỉ thân thương và bằng những món quà lòng thương xót Chúa trao cho nhau với nụ cười, đôi khi không cần ngôn ngữ để diễn tả, vì ngôn ngữ nhiều khi lại trở thành
giả tạo. Vì nghĩ một đàng nói một nẻo, vì nói để lấy lòng, nói đãi bôi, nói xã giao, nói cho có chuyện để nói mà không phát xuất từ tâm lòng, thà đừng nói. Hãy để cho ánh mắt, hãy để cho trái tim, hãy để cho cả con người nói với nhau bằng ngôn ngữ của cơ thể, ngôn ngữ từ trái tim đến với trái tim, ngôn ngữ không lời. Và một con hẻm sâu hút đến thăm một người đàn bà bị tai biến đã 5 năm. Cô cháu nuôi bà, cả hai đều không có đạo. Ấy thế nhưng mà vẫn cứ vui vẻ xin cái máy bài giảng lòng thương xót để cho bà nằm bà nghe. Bà cũng cùng hoàn cảnh không chồng con, sống nhờ trợ cấp và sự giúp đỡ của bà con chung quanh, những chiếc lá đùm bọc nhau trong lúc khó khăn. Trao 150 phần quà cho những mảnh đời, những con người đang cần được thương xót. Chia tay vị mục tử trẻ người dân tộc với nụ cười hiền lành, chúng tôi và nhà nguyện viếng Chúa trong ngôi nhà nguyện đơn sơ nghèo nàn, cảm nhận được tình yêu Chúa tràn ngập bao quanh. Thánh giá Chúa chịu nạn đặt trên bàn thờ đá như quấn hút lòng con người hướng về tình Chúa yêu thương. Đỉnh cao thập giá chính là lòng Chúa thương xót. Xe tiếp tục đi qua những con đường đèo ngoằn ngoèo quanh co. Hai bên là vườn cây thanh long, đặc sản của vùng Bình Thuận. Thanh long lúc này đã thu hoạch được cắt tỉa, chỉ còn lại những cành khỏe bám trên trụ, chờ mùa ra trái sau. Phóng tầm mắt ra xa, thấy được hình ảnh chân trời và mặt biển giao nhau, như hình ảnh mà con người khát khao mong đợi là hòa bình và công lý hôn nhau âu yếm. Ngày nào con người có lòng thương xót, lúc đó hình ảnh đó mới trở thành thực sự. Vì nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa trong niềm tín thác mà thôi. Một đoạn đường dài, hai bên là hàng cây phi lao, hay còn có tên là tùng dương hoặc là dương liễu. Loại cây này, lá có hình dáng đặc biệt, như những chiếc kim to dài, màu xanh nhìn rất đẹp. Cây phi lao không những tạo nên những bóng mát tuyệt vời, mà còn góp phần cải thiện, làm sạch không khí, mang lại môi trường xanh, sạch, đẹp. Cây phi lao hầu hết được trồng ở các vùng bờ sông, dọc các bãi biển, có tác dụng che chắn gió cát. Ở thành phố, chẳng mấy khi ngắm được những cảnh đẹp của thiên nhiên như thế. Càng đi xa, càng được ngắm những điều kỳ diệu trải dài ngay trong đời sống. Bàn tay Chúa tác tạo mọi sự tốt đẹp cho con người hưởng dụng. Con đường của thành phố biển rộng mênh mông lại vắng xe qua lại. Người dân tận dụng mang lúa ra đường phơi như một tấm thảm vàng đón bước chân. Quả thật
Khi đói thì mỗi hạt lúa là một hạt vàng. Xe dẫn vào một điểm nhận quà thứ hai là xã Phú Lạc, với 150 phần quà dành cho những người khuyết tật của huyện Tuy Phong. Gạo và quà được chuyển xuống. Buổi trưa nắng gắt, những bóng cây trở thành những chiếc dù che mát. Đa số là người dân tộc Chăm, sống bằng nghề nông. Họ có hai tôn giáo chính là Bà Ni và Bà La Môn. Bà Ni lễ hội được tổ chức vào tháng 4, Bà La Môn lễ hội vào tháng 7 âm lịch. Những món quà được trao tận tay cách ân cần. Dù không cùng tôn giáo, nhưng lòng thương xót không phân biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa. Lòng thương xót không bao giờ kỳ thị, đố kỵ hay thành kiến. Lòng thương xót Chúa trải dài vô tận không biên giới. Nhóm chia nhau phát quà và đi thăm những người đau yếu trong xã. Ông năm nay đã 93 tuổi, nhưng nhìn rất rắn rỏi và minh mẫn. Nhận món quà từ tay chúng tôi, ông cười hiền. Cảm ơn các cô, các chú đến thăm nha. Những người già như chúng tôi, thấy có người còn nhớ đến mình là vui lắm rồi. Lại còn mang quà cho ông nữa. Cảm ơn nhiều lắm. Một chút xúc động làm nhòa đôi mắt. Nụ cười trở nên khuôn mặt già nua, như sáng lên. Tình yêu thương, lòng thương xót, bao giờ cũng đem lại niềm vui cho mọi người. Bà bị tai biến 16 năm. Ông cũng bị nhưng nhẹ hơn. Hai ông bà không có con, phải tự chăm sóc, rồi chăm sóc lẫn nhau. Tình yêu Chúa nâng đỡ ông bà, tình yêu tuổi già nương tựa lẫn nhau. Những tấm tôn cũ được ghép lại thành ngôi nhà để có chỗ che mưa trú nắng. Nhưng ảnh Chúa và mẹ Maria hiện diện như lời phó thác xin vâng của mẹ khi xưa dẫu khó khăn trong cuộc sống. Chị nhận món quà là ảnh Chúa thương xót, sách kinh nguyện và cái máy radio bài giảng lòng Chúa thương xót. Giọt nước mắt lăn dài. Đây là món quà tôi ao ước. Tôi vui lắm trong cái xó xỉnh này mà được nghe về lòng thương xót Chúa, an ủi biết bao. Món quà lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa vẫn hiện diện khắp nơi, trong mọi khốn cùng của đời sống. Rời khỏi xã Phú Lạc, sẽ băng qua những vùng đồi núi chập trùng. Những cánh đồng lúa trải dài, không khí thoáng mát của vùng miền quê êm ả, gợn chút lòng nhẹ nhàng thanh thản. Quên đi cái nắng nung người, quên đi những mệt nhọc. Ngắm khung cảnh trước mắt, để được trở về với thiên nhiên hiền hòa, không tranh chấp, không ghen tị. Những chú bò lớn nhỏ bên nhau, cùng thanh thản đi giữa đường phố, mà không sợ bị kỳ thị, ghét bỏ, xua đuổi.
những đoạn đường đèo không thấy khúc qua trước mặt như thách đố của niềm tin phó thác. Xe dừng điểm thứ ba là xã Phan Dũng với 150 phần quà. Người dân đã kéo đến đông đủ. Trời bất chợt đổ cơn mưa. Nhưng những cơn mưa không ngăn cản được sự chia sẻ của lòng thương xót. Người miền quê đã quen dầm mưa dãi nắng rồi. Những người lớn kiên nhẫn đứng chờ để nhận những phần quà cần thiết cho gia đình. Trẻ con rủ nhau tắm mưa, ngửa mặt hứng những giọt nước mát lạnh. Tiếng cười trong trẻo reo vui. Những em bé hí hửng nhận cái bánh cục kẹo. Dường như đến với đồng bào dân tộc, những trẻ em đi theo rất nhiều. Những nét gầy còm, đen nhẻm nhưng rắn rỏi khỏe mạnh là đặc trưng của họ. Cứ cái gùi trên lưng, điệu thêm em bé trước mặt, họ ung dung bước trên đường chẳng màng mệt nhọc, mưa nắng, bụi bặm. Cái radio bài giảng lòng thương xót là một món quà khá lạ lẫm với một số người ở đây. Mảnh đất nơi đây chưa được gieo mầm lòng Chúa thương xót. Hôm nay, thiện nguyện tín thác được Chúa sai đến để trở thành người khai phá mảnh đất hoang chưa được gieo trồng lòng Chúa thương xót. Xe lại tiếp tục lăn bánh đến điểm thứ tư với 150 phần quà dành cho ba làng dân tộc Chăm. Những đoạn đường dài trở nên quá thân thuộc trong mỗi chuyến công tác. Đủ thời gian để chúng tôi bồi bổ thêm sức khỏe tinh thần bằng chuỗi kinh lòng thương xót mỗi buổi chiều. Đến xã Phong Phú, lần đầu tiên nhóm được chào mừng long trọng bởi tấm băng rôn ghi hàng chữ to đập: chào mừng nhóm thiện nguyện tín thác lòng thương xót Chúa. Những anh em dân quân trong bộ đồng phục xanh sẵn sàng trợ giúp chuyển quà. Người dân đến nhận quà đã ngồi đầy trong phòng chờ. Một nơi tổ chức rất quy củ và tận tình. Những phần quà nhanh chóng được phân phối đầy đủ. Những nét mặt vui cười của mọi người cùng hòa vào nhau đem niềm vui cho nhau. Áo xanh, áo đỏ hòa hợp trong tình yêu từ nơi lòng thương xót. Thương xót nhau trong tình yêu của con người với con người. Trong lòng thương xót Chúa. Hoàn tất một ngày công tác chia sẻ niềm vui với mọi người, nhóm chuẩn bị tinh thần đón nhận niềm vui phục sinh trong ngày thứ bảy tuần thánh. Tham dự thánh lễ đêm vọng phục sinh tại nhà thờ Long Hương. Đêm này là đỉnh cao của Tam Nhật Thánh, đêm của ánh sáng và đêm của niềm vui. Nghi thức ấn tượng nhất chính là làm phép rửa và kiệu nến phục sinh. Lúc này, trong nhà thờ, tất cả chìm trong bóng tối. Không ánh sáng của đèn, không tiếng ồn nào của âm thanh. Nhắm mắt để cảm nhận bóng tối của cô đơn,
và bệnh tật, bóng tối của tội lỗi trong tâm hồn mình và đêm tối của đức tin. Một cuộc đời sống trong bóng tối là một cuộc đời đắm chìm trong tội lỗi và bất an. Con người luôn cần đến ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô. Ánh sáng ấy chiếu soi vào mọi ngõ ngách của những đam mê và ích kỷ trong sâu thẳm đáy lòng. Đón nhận ánh sáng là đón nhận niềm vui phục sinh trong lòng thương xót Chúa. Đó là niềm vui hoán cải và yêu thương, là niềm vui của sự tin tưởng phó thác cuộc đời trong lòng thương xót Chúa. Đêm về, chúng tôi được một giấc ngủ bình an với niềm vui phục sinh trong lòng thương xót. Buổi sáng 5 giờ thức dậy, chuẩn bị đến nhà thờ Long Hương cùng tham dự thánh lễ phục sinh với các em thiếu nhi. Cha cố nét mặt phúc hậu với bộ râu uy nghi như ông tiên, ngồi trong xe hỏi thăm và xin cái máy radio bài giảng lòng thương xót. Một vị mục tử khác cũng xin sách kinh nguyện lòng thương xót. Sau thánh lễ, được phép của cha, nhóm thiện nguyện tín thác chia sẻ những món quà tinh thần là ảnh lòng thương xót, chuỗi lòng thương xót, sách kinh nguyện lòng thương xót và radio bài giảng lòng Chúa thương xót. Cha Phó Sứ đã làm phép và các em tuyên xưng niềm tin của mình bằng lời cầu nguyện đơn sơ, lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Phần quà tiếp theo cũng thật hấp dẫn với các em là kẹo bánh và những trái bóng đủ màu sắc hình dáng. Những người lớn cũng đang chờ món quà niềm vui phục sinh cho mình. Những món quà được trao tận tay. Có những cụ được hỏi thăm đã vui vẻ tâm sự. Bà 78 tuổi, mắt bị cườm, không có tiền chữa nên mờ dần. Bà rất thích nghe những bài giảng về lòng Chúa thương xót. Mấy năm trước bà có được cái máy. Bà nghe riết, giờ máy đã hư mất rồi. Này được tặng cái mới, bà vui mừng quá. Anh bị thận, mỗi lần phải đi thay máu hết 6 triệu. Anh nói trong xót xa, tôi giờ không làm được gì, chỉ trông nhờ vào vợ, buôn bán nuôi chồng và 4 đứa con. Bệnh tật ốm đau, nghèo túng, nó cứ bám lấy gia đình của tôi. Nếu không có lòng thương xót của Chúa, tôi còn biết bám víu vào đâu, vào ai nữa. Tay mân mê cái máy, anh nói tiếp, bây giờ chỉ còn biết cầu nguyện và phó thác cho lòng thương xót Chúa. Tôi vẫn nghe những bài giảng, nhờ nghe như vậy mới đủ sức vượt qua, mới đủ sức chịu đựng căn bệnh và đồng hành với vợ con vượt khó. Bà bùi ngùi tâm sự,
Tôi có ba đứa con mà chết hết rồi. Giờ sống một mình, đi gánh nước mướn nuôi thân. Hôm nào khỏe thì làm được nhiều, thì đủ ăn. Hôm nào đau chẳng có đồng nào, nhờ bà con chung quanh giúp đỡ thôi. Cô bé lại ngồi gần thỏ thẻ. Cô ơi, cô cho con xin cái máy radio bài giảng. Lòng thương xót, cho ba má con mang đi chài lưới, ba má con nghe được không cô? Cô nói đơn sơ dễ thương làm sao? Làm sao từ chối được? Làm sao nói không được? Vui lắm, rất vui được trao cái máy cho cô bé để đưa về cho ba má đi chài lưới nghe. Bà đã 90 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn. Bà có 5 người con nhưng không muốn nhờ vả làm gánh nặng cho con. Bà đi bán vé số tự nuôi thân. Bà rất thích nghe những bài giảng về lòng Chúa thương xót. Cô cháu gái trước đây có tặng cho bà cái máy. Mỗi lần nghe, bà ngủ được ngon lành. Lần này, bà muốn xin thêm ít chuỗi về tặng cho các cháu, để các cháu lần chuỗi lòng thương xót. Cái máy mới, cái radio mới toanh, phát hành trong đại lễ lòng thương xót và lễ phục sinh năm nay, bà dành cho mình. Bà ơi, gửi thêm máy cho bà đây, để bà tặng cùng với chuỗi cho các cháu. Các cháu cần phải nghe mới biết, mới hiểu về lòng thương xót Chúa, rồi mới có thể cầu nguyện với lòng thương xót Chúa qua chuỗi kinh lòng thương xót Chúa được bà nhé. Chia tay cha chánh xứ, tạm biệt nhà thờ Long Hương, chúng tôi ra về lòng tràn ngập niềm vui. Hình ảnh các em thiếu nhi hân hoan ôm Chúa lòng thương xót trên tay tỏa ra khắp nơi. Niềm vui phục sinh trong lòng thương xót Chúa thể hiện trên từng nét mặt những người chúng tôi gặp gỡ, khiến lòng hân hoan vui sướng. Ước gì niềm vui ấy ngự trị mãi trong tâm hồn mỗi người. Niềm vui phục sinh trong lòng thương xót Chúa. Phục sinh lòng thương xót. Phải phục sinh lòng thương xót, phải làm cho lòng thương xót được phục sinh giữa cuộc đời đầy những khó khăn, đau khổ, hận thù, chết chóc. Thiếu vắng lòng thương xót, vắng bóng lòng thương xót, cần phải phục sinh lòng thương xót. Cho nên thì nguyện tín thác trở về làm tuần kiều nhật kính lòng thương xót Chúa trong tuần bát nhật phục sinh và chuẩn bị mừng đại lễ kính lòng thương xót Chúa bằng một chuyến công tác bác ái 2 ngày, thứ Bảy 23 tháng 4 và Chủ nhật đại lễ lòng thương xót 24 tháng 4 2022 tại Cù Lao Thu thuộc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, giáo phận Phan Thiết, nhà thờ Gia Huynh, Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, giáo phận Phan Thiết, với 400 radio bài giảng lòng thương xót, sách kinh nguyện lòng thương xót, tràng chuỗi lòng thương xót và 1.000 tấm ảnh lòng Chúa thương xót để trao tặng cho bà con trong đại lễ lòng thương xót 24 tháng 4 2022. Bên cạnh đó là 440 phần quà, gạo, nhu yếu phẩm, cá khô, quần áo, bánh kẹo, chăn mền
và những chai bong bóng sặc sỡ đủ màu. Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ Faustina: "Ta ban cho con ba phương thế để sống nhân ái với người chung quanh. Thứ nhất bằng hành vi, thứ hai bằng ngôn từ, thứ ba bằng cầu nguyện." Trong ba cấp độ này hàm chứa lòng nhân ái sung mãn và là bằng chứng cụ thể không thể nghi ngờ về tình yêu dành cho ta. Bằng cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và sùng kính lòng thương xót của ta. Mỗi ngày, Chúa sắp xếp cho chúng ta nhiều cơ hội và hoàn cảnh để chúng ta mở mắt, mở tai, mở lòng trước những nhu cầu của anh chị em. Để đáp ứng tiếng gọi của cuộc sống, chúng ta phải lựa chọn trong khả năng của mình và theo sự soi sáng của Chúa, điều gì có thể giúp được và giúp cho ai. Yêu sách của lòng thương xót là thực hành lòng Chúa thương xót. Bởi vì dù mạnh mẽ đến đâu, đức tin cũng chẳng ích gì nếu thiếu việc làm kèm theo. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cần phải phục sinh lòng thương xót. Danh thánh tâm là Chúa ngôi hai tình yêu, đến muôn muôn đời Chúa hằng yêu thương. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con yêu rất âm thầm, luôn yêu con chan chứa vô ngần. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con năm tháng siêu êm, luôn yêu con không bờ không bên. Thánh tâm Chúa nhân.